Mở đầu phần tin tức từ sáng đến tối ngày hôm nay là một thông tin có ảnh hưởng tới hàng triệu hộ gia đình Việt. Trong báo cáo vừa gửi thủ tướng mới đây, Bộ Công Thương đề xuất được rút ngắn thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện từ 6 tháng xuống 3 tháng một lần. Vâng ạ, ngoài ra thì Bộ Công Thương còn đề xuất ngoài Bộ Tài chính sẽ có thêm các bộ ngành liên quan phối hợp điều hành, cơ quan thống kê đánh giá tác động của việc điều chỉnh về giá điện. Cụ thể tại dự thảo lần này, Bộ Công Thương vẫn giữ đề xuất giá điện được tính thêm các chi phí vốn chưa được tính trước đây khi tranh lệch tỷ giá. Thời gian điều chỉnh giá điện dự kiến được rút ngắn từ 6 tháng xuống còn 3 tháng một lần, nghĩa là mỗi năm sẽ có 4 đợt thay đổi tùy theo biến động của các yếu tố đầu vào và giá được cập nhật hàng quý theo chi phí phát điện. Giá bán lẻ điện bình quân sẽ có tăng có giảm với biên độ cụ thể cũng được giữ như dự thảo gần nhất. Cụ thể trường hợp các thông số đầu vào các khâu phát điện, truyền tải, phân phối, làm giá bán lẻ điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bình quân hiện hành. EVN có trách nhiệm giảm giá ở mức tương ứng. Tập đoàn này sẽ lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương, Tài chính để kiểm tra giám sát. Ở chiều ngược lại, khi giá điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá hiện hành, EVN được phép điều chỉnh tăng. Trường hợp giá điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với mức hiện hành có ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Bộ Công Thương sẽ chủ trì kiểm tra giả soát, lấy ý kiến Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.